Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học phát triển hệ thống đại lý bán hàng trực tuyến và bùng nổ doanh số cá nhân nhờ cái việc phát triển hệ thống đại lý này. Và bài học tiếp theo thì tôi sẽ trình bày với các bạn một số những cái kinh nghiệm để các anh chị và các bạn có thể sử dụng các công cụ quảng cáo để bán hàng. Thế thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các công cụ quảng cáo và chúng ta sẽ tư duy để mà phát triển được một hệ thống thì chúng ta điều đầu tiên là phải tuyển dụng đại lý, đúng không ạ? Sau khi tuyển dụng đại lý xong thì chúng ta phải hỗ trợ cho đại lý bán được hàng bằng cách là đào tạo kiến thức về sản phẩm, đào tạo kiến thức về tư vấn chăm sóc khách hàng, đào tạo kiến thức về việc sử dụng các công cụ quảng cáo, sử dụng các công cụ bán hàng và sau đó thì hỗ trợ thúc đẩy cho họ bán hàng, đúng không? Thế thì cái bài học này là cái bài học nói về việc sử dụng các công cụ quảng cáo. Đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng là trên thị trường hiện nay có những công cụ quảng cáo gì. Thì cũng xin thưa với các anh chị rằng là hiện nay trên thị trường có rất nhiều các công cụ quảng cáo trực tuyến, quảng cáo truyền thống. Công cụ quảng cáo trực tuyến có thể kể đến theo thứ tự như sau. Thứ nhất là công cụ Facebook. Thì các bạn học cho tôi bộ quảng cáo trên Facebook, Facebook Marketing của thầy Phan Anh cũng rất là ok. Bộ này thì vô cùng chuyên nghiệp và chuyên sâu. Thứ hai, công cụ Google Ads nhé. Google AdWords là cách nói cũ rồi. Bây giờ hãng Google đã cập nhật lại là thành Google Ads, được chưa ạ? Thì Google Ads ở đây có thể bao gồm là quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo hiển thị và quảng cáo video. Các anh chị và các bạn cũng có thể tìm kiếm cái bộ khóa học là Google Ads của thầy Phan Anh để hỗ trợ thêm cho các anh chị và các bạn. Đó, cái công cụ số 3 tôi nghĩ cũng rất là tốt. Đấy là công cụ Zalo Ads của hệ thống quảng cáo Atima của công ty VNG. Thì công cụ Zalo này thì các bạn cũng có thể quảng cáo trên nền tảng Zalo được. Và các cái công cụ tiếp theo thì cũng có rất là nhiều, như là công cụ báo chí, báo điện tử, các trang tin, đúng không ạ? Rồi thì Instagram, rồi thì những cái công cụ quảng cáo khác, những cái nền tảng quảng cáo khác cơ bản là rất nhiều. Như là quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên radio, quảng cáo trên hệ thống các thang máy, quảng cáo ngoài trời. Đấy là những cái công cụ quảng cáo offline truyền thống. Đó, thì đấy là một số cái công cụ quảng cáo. Thế thì cái cách sử dụng là như thế nào? Cách sử dụng thứ nhất là mình có thể sử dụng các công cụ quảng cáo để tuyển dụng các đại lý. Người ta mua hàng, người ta trở thành đại lý, người ta trở thành cái người mà bán buôn. Thứ hai, mình cũng có thể là chạy quảng cáo để tổ chức hội thảo, tổ chức cái cơ hội tìm kiếm việc làm, tìm kiếm việc hợp tác với thương hiệu. Đó. Cách thứ ba là mình cũng có thể là dùng các công cụ quảng cáo để mình thu hút data và từ cái data đó mình bắt đầu mình chăm sóc khách hàng cũng rất là tốt. Và thứ tư thì là mình sẽ sử dụng cái công cụ quảng cáo đó để mình đẩy thương hiệu của CEO và thương hiệu của doanh nghiệp lên, thương hiệu của sản phẩm lên để từ đó từ cái profile cá nhân hay là fanpage của doanh nghiệp cũng có thể thu hút được khách hàng. Đấy là một số cách tôi nghĩ cũng khá là tốt. Đặc biệt là chúng ta cũng cần phải quảng bá thương hiệu cho CEO, cho cái người leader hay còn gọi là boss đấy, để người ta có cái lòng tin, để người ta có uy tín thương hiệu và người ta sẽ làm một cái đầu tàu, người ta sẽ làm một cái case study thành công để người ta thu hút khách hàng. Rồi mình cũng có thể làm tạo ra những cái chương trình, những cái sự khác biệt và những cách làm điên rồ một chút, cách làm sáng tạo, crazy một chút thì sẽ giúp cho cái thương hiệu cũng như là cái cách làm của mọi người nó sẽ nhanh hơn. Thì hiện nay các bạn thấy rằng là các hệ thống đại lý bán mỹ phẩm, bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp rất là nhiều trên thị trường. Cho nên mà để mà muốn làm được nhanh, được hiệu quả bền vững thì chúng ta cần phải có những cái chiến lược hết sức khác biệt. Và đặc biệt là đối với các cái đại lý thì chúng ta phải đào tạo họ như tôi đã nói, đúng không ạ? Đào tạo họ cách sử dụng, đào tạo họ cách áp dụng, đào tạo họ cách đăng bài, cách làm quảng cáo và liên tục tuyển dụng những cái đại lý như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội thành công trong cái lĩnh vực này. Các công cụ quảng cáo thì chi phí ai sẽ chịu, đúng không? Nếu mà của công ty thì công ty sẽ chịu, mà nếu mà của đại lý thì đại lý đã chịu, bởi vì chúng ta đã cắt hoa hồng rồi. Các bạn cứ tưởng tượng đi, đối với các nhà phân phối thì hiện nay người ta nhập về độ 20-30% hay là 40-50% tùy từng sản phẩm và thương hiệu, tùy từng mức chiết khấu. Thì họ muốn bán được hàng họ cũng phải chi quảng cáo, họ cũng phải chịu tất cả các chi phí về mặt bằng, nếu mà theo phương pháp phân phối thông thường, đúng không ạ?
Thì đấy, bây giờ làm online các bạn cũng phải chịu cái chi phí này, hoặc là các bạn cũng phải giúp cho những cái đại lý tuyến dưới của mình biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân cho từng người, biết cách làm quảng cáo, biết cách đăng bài trên Zalo, biết cách bán hàng trên group, vân vân. Thì những cái chương trình như vậy mà chi tiết chuyên sâu thì các bạn có thể xem trong các cái bộ khóa học của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi, để mà có thể bổ sung thêm cho các anh chị và các bạn. Đấy là một số công cụ giúp cho các anh chị có thể quảng cáo, bán hàng, kiếm đại lý, kiếm khách hàng là người mua cuối cùng, cũng như là kiếm khách hàng là các đại lý tiếp theo cho các anh chị và các bạn. Được chưa ạ? Vâng. Và chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ về sự nỗ lực. Mỗi một ngày trôi qua chúng ta phải nỗ lực hơn 1% so với ngày hôm trước. Như vậy cả một năm chúng ta có thể nỗ lực đến 280%. Đấy là theo công thức lũy tiến. Vâng. Thì tôi xin phép được trình bày nhanh gọn, dễ hiểu về các công cụ quảng cáo để giúp các anh chị bán hàng là như vậy. Cái khóa học này thì tôi không hướng tới cái việc là đào tạo cho các anh chị chuyên sâu từng công cụ, bởi vì cái việc đó là đã có những cái khóa học riêng lẻ để hỗ trợ cho các anh chị rồi, các anh chị nhé. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.